Kênh Lưu Nguyễn Hoa Kiển mến chào quý bà con và các bạn đang xem nha. Hôm nay có dịp đến một cái khu vườn Mỹ Hồng rất là đẹp nha bà con. Cây nó đang chi chít nụ hoa như thế này đây, tầm khoảng 2.000 giỏ, 2.000 sọt như thế này ha. Rồi còn có như mai vạn phúc với hoa giấy với kim đồng, với bạch thiên hương. Bạch thiên hương đó, mình mời bà con và các bạn cùng gặp đầy để chi tiết và giao lưu luôn nha. Rồi anh chào đây. Dạ em xin chào anh Liêm ạ. Em xin chào quý bà con cô bác gần xa đã ủng hộ em mấy cái clip vừa qua. Hôm nay là đến tới nhà vườn em, là số điện thoại em là 07 0782839787, là cũng đồng thời là số Zalo của em. Hôm nay em có mặt hàng là Mỹ Hồng nè, cũng có Mỹ Đỏ nữa nha bà con. Mỹ Hồng em giao lưu Mỹ Hồng đi. Mỹ Hồng nè, nói bà con là này là cao có 3 tắc rưỡi, 4 tắc nụ nè, chim chíp chíp nè, là này là gỡ ra quý bà con cô bác anh chị là ra ngoài là nở hoa là chơi luôn đó nha. Cái này là 4 tắc, 3 tắc, 8 4 tắc. Tầm khoảng 4 mà tắc. Cái này là nói chung là một cây này một, gì là nó cỡ 12 13 nó bông luôn đó. Quá đẹp luôn nè, em nói. Cây nào cũng cây một cốt mà nó nhiều vậy đó ha. Dạ một cốt vậy nè, đi lên nè. Là nè, bông quá trời là bông luôn nè. Rồi nói chung là còn cũng có Mỹ Đỏ nữa, bà con. Mỹ Đỏ nói chung là Mỹ Đỏ là bên cái vườn bên kia của con. Giao lưu với bà con cô bác anh chị là cái này là con há bán ở bên hàng combo. Là 4 giỏ là con giao lưu với bà con cô bác anh chị là 160k. Em bao ship đó. Giỏ em bán 40.000 giỏ. 40.000. Dạ 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 40.000. Rồi. Quá trời nó đẹp luôn, giỏ nào giỏ nấy nè. Nếu như mà bà con mình mà mua thích mua cặp thôi chứ không mua 4 sọt thì hỗ trợ. Nếu mà mua cặp là hỗ trợ tiền ship em 25.000 nha bà con cô bác. Rồi. Dạ quá trời luôn nè. Cái này về mà lên ban công hết trồng trước hàng rào hả, chân ở trước sân cũng đẹp nữa. Cái lô ở ngoài sau mình còn rất là nhiều cây nó tương tự vậy ha này. Dạ nó gì là một giống nó đi lên gì nữa không nè. À thì đó giá mình bán lẻ gửi ship thôi, còn nếu mà dạ, giả sĩ dạ. Thì mình liên hệ sau ha. Dạ dạ đúng rồi. Giả sĩ số lượng nhiều quá luôn trời luôn rồi, quay anh cho này giữ dằn luôn. Bông là nói chung là gỡ ra là có nụ gì cho bà con cô bác chơi luôn đó, là nói chung là mặt cây con quay là con gỡ ra gan mặt cây gì luôn đó. Là nói chung con cắm cây gian cái chậu này, con cắm là 3 cây 4 cây gì này con cắm thì cho vững cây, con đem ra gỡ cho bà con là đẹp lắm. Là ra ngoài bà con chơi nha. Rồi ha. Dạ dạ. Bông quá trời luôn. Số lượng còn rất là nhiều cũng. Cái này cỡ 2.000 nha bà con. Bà con cô bác anh chị. Cái này nụ nó to hơn cái nụ này xíu nè. Nó theo cái lứa tuổi ngày tháng. Nó vô mùa là nó ra bông nụ đẹp. Còn bên này thì nó hơi nhỏ bé xíu nè. Còn bên này thì nó lại bé hơn, nó chưa có nụ, nó mới tạo bắp hoa đó. Chung cái này là gỡ ra ngoài bà con cô bác là vừa chơi luôn. Còn ở đây giao lưu với bà con cô bác anh chị là cái này là do ở dưới kia sình quá, mình quá trời đi, mình dưới kia đằng này trước đi anh đệ, đằng này trước đi nó còn số bông giấy nhiều vậy nè, chứ mai vạn phúc rồi nữa, rồi xa xa đằng kia nữa nghe bà con, nhưng mà do sình quá không có đi tới, mình lấy vài mẫu lên ha. Giao lưu với bà con cô bác anh chị là mai vạn phúc này bà con, ở đây còn cỡ chừng trăm mấy giỏ gì à, giỏ này giỏ chính nha. Mai vạn phúc này là có bông nè, tàn nè, trồng do này bà con thấy không, trưng bày tạm thời chỗ này có nhiêu đây ha. Dạ gì nè, bóp vừa thấy tàn do không đẹp lắm, nó là 5-6 nha cành đi lên luôn đó. Rồi cái tàn nó bôi tè tròn gì nè. Giao lưu với bà con cô bác anh chị là cái giỏ này là 70.000 giỏ, 70.000 giỏ bà con, 3 giỏ đổ lên con mới bao ship nha. Rồi còn 2 giỏ là cộng tiền ship với con, 2 giỏ là cộng con 25.000 tiền ship đi con gửi cho quý bà con. Nó gọn lắm nè, chân đẹp dữ lắm luôn anh Liêm, dữ lắm nó đẹp. Ừ rồi. Bông nè, bông trắng đẹp lắm đó. Còn đại diện thì có vài mẫu để cho bà con mình cùng xem để chi tiết tìm hiểu thêm hơn ha. Còn hoa giấy nè bà con ơi, hoa giấy này là nó được 2 năm tuổi bà con nè, thấy bộ rễ không à, giấy Mỹ nè bà con. Dạ dạ nè, ở dưới vàng dưới nó cũng y gan gì luôn nha bà con. Giao lưu với bà con cô bác anh chị là bông giấy Mỹ này bán cho bà con cô bác anh chị là 70.000 cặp. Một cặp 2 cây một cặp một... này là 2 cây nè. 2 cây 70.000. Dạ cộng cho con 25.000 tiền ship đi. Là ra 95.000. Dạ. Làm trọn 100.000 bao ship đi. 75.000 trọt sọt này nè. Ờ 75.000 sọt. Đâu cặp chứ. Là 2 sọt là nó ra 170.000 đó. 2 sọt là 140 cộng 30.000 ship là 170. Rồi. Còn vừa qua con có cái clip vừa qua con có bán kim đồng nè, lô kim đồng này quá đẹp. Bữa nay con đem trưng bày có 4 chọc hơi giỏ thôi. Kim đồng là cao rồi, nói chung là 4 tấc. Hoa vàng nó còn nè. Gọi là mai nhật nha bà con. 5 cành đi lên, 4 cành 5 cành rồi bông là mô bông sai rồi, nó chờ
bông là quanh năm luôn nha bà con. Quá nè, trời đẹp, quá trời đẹp bông nè. Cao cỡ 4 tấc mấy anh Liêm à. Cái này nói chung là cũng bán bên con như 4 chậu là vừa qua là cũng bán 160, con bao ship 4 chậu vậy nè. Là một chậu con giao lưu với quý bà con cô bác là 40.000. Chậu 40.000. Ai muốn mua lẻ thì hỗ trợ tiền ship thêm. Cái vỏ này vỏ 7, vỏ 7 cây giống đẹp lắm, cao tầm khoảng nửa mét. Trồng ai cũng mua kim đồng là nhiều lắm, phong thủy ta gọi là mai nhật. Còn cái này là bạch thiên hương nha bà con. Bạch thiên hương là bông màu trắng ngả mùi thơm lắm nè. Bạch thiên hương sao mình nhìn thấy giống bông lài quá ha đại. Không, bạch thiên hương lài là cái nè, bạch thiên hương nha bà con. Rồi. Bông trắng, bông này là bông màu trắng nha bà con. Trưng bày với quý bà con cô bác anh chị là bạch thiên hương này cũng bán 60.000 vỏ thôi. Những cái cây này là những cái cây sống lâu năm chứ không phải cây ngắn hạn. Nhìn thơm lắm. Cây này là nói chung là nó cứng cây luôn, lâu năm luôn. Cây thân gỗ lâu năm. Dạ, thân gỗ lâu năm lắm. Chứ không phải là giống như dạng thọ rồi này kia chậm hết mùa bông cái nó chết. Còn nói chung là bây giờ nó đang thịnh hành ba cái này lắm. Dạ. Còn kim đồng này nữa. À rồi. Còn này, quá trời trưng bày. Chia sẻ nãy. Bông trang nữa nè chị. Cây nó mười mấy bông á, cỡ 12, 13 bông này, 1 nè. 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 bông. Nói chung là một cây là không dưới 13 bông nữa quý bà con. Cây này cũng vậy nữa nè. Không dưới 10 bông. Bây giờ quá trời bông luôn nè. Như hồng dày có 40.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 luôn. Nói chung là cái này con giao lưu là con bán cho quý bà con về ngoài chơi. Là nói chung là có nụ có gì là ra ngoài là có bông là qua là vừa chơi luôn. Rồi, dạ. Okay. Nói chung ở ngoài đó ướt quá thôi con quay hết vườn rồi, nói chung là hết cái clip đi con chúc bà con cô bác bữa chiều làm việc vui vẻ. Rồi. Và dạ dạ dạ. Rồi, hẹn gặp lại bà con dạ, những clip mình tiếp theo nha. Dạ. Bà con nào có yêu mến những cái dòng hoa đẹp thì cứ liên hệ với số điện thoại dưới góc trái màn hình để gặp nhà vườn Văn Đầy nha bà con. Rồi bye bye bà con nha.